Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mùa hè đến cũng là lúc các gia đình lên kế hoạch để đi du lịch vi vu về vùng sông nước, miền biển để thư giãn. Tuy nhiên, những điểm tránh nóng này tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho bất cứ ai, kể cả người biết bơi. Điển hình như bốn vụ việc dưới đây, mời quý vị cùng theo dõi. Ba du khách bị đuối nước thoát khỏi cửa tử ở Huế theo thông tin từ phòng hậu cần, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp, kịp thời phát hiện, cấp cứu nhiều du khách không may bị sóng biển quấn xa bờ, đưa vào an toàn vào hai ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 47 phút ngày 30 tháng 4, một nhóm khách du lịch thuộc công ty du lịch ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, tắm biển phía sau nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Lúc này, do thời tiết không thuận lợi, sóng đánh mạnh nên có hai du khách trong số đó đã bị sóng biển cuốn ra xa bờ, dẫn đến đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu của người dân, các cán bộ phòng hậu cần công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng lấy phao cứu hộ, gấp rút chạy đến bãi biển và bơi ra khu vực bị nạn. Bằng kỹ thuật nghiệp vụ, các chiến sĩ đã đưa hai du khách vào bờ và thực hiện sơ cứu tại chỗ, cứu sống hai nạn nhân. Cũng tại bãi biển này, vào ngày hôm sau mùng 1 tháng 5, khoảng 17 giờ 20 phút, ông NPD, trú tại thành phố Hà Nội, khi đang cùng nhóm bạn tắm biển thì bị sóng cuốn xa bờ. Thời điểm đó biển động và sóng to. Khi phát hiện sự việc, Trung tá Đinh Viết Trung, Giám đốc nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thuộc phòng hậu cần Công an tỉnh Từ Thiên Huế đã cùng các đồng đội ứng cứu nạn nhân kịp thời. Nạn nhân sau đó đã tỉnh lại những ngày qua các bãi biển ở thừa thiên huế như thuận an cảnh dương lăng cô đông nghịt người tắm biển để đảm bảo an toàn chính quyền bố trí lực lượng cứu hộ giám sát nhắc nhở du khách không tắm xa bờ ba trường hợp trên có thể nói là may mắn thoát khỏi cửa tử của sóng biển tuy vậy đây cũng chỉ là một trong số ít những trường hợp được ứng cứu kịp thời không phải điều may mắn nào cũng có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ, các bãi biển luôn là sự lựa chọn của các gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là nơi có nhiều mối nguy hiểm rình rập. Vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại bãi biển Cây Gà thuộc tỉnh Bình Thuận. Trong khi con gái đang vui chơi ở bãi biển thì bị sóng cuốn trôi ra xa. Người bố đã ngay lập tức ra cứu con gái, nhưng do sóng to nên đã nhấn chìm cả hai bố con. Sau khi được người dân cấp cứu kịp thời, con gái may mắn sống sót, còn người bố tử vong. Cha tử vong khi lao xuống biển cứu con gái bị sóng cuốn. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5, tại biển Cây Gà thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, đã xảy ra sự việc hai cha con bị đuối nước. Trong lúc người con gái tên là THA, 17 tuổi, đang tắm biển, thì đột nhiên bị sóng cuốn trôi ra xa bờ. Thế vậy, bố của em là ông TQN, 53 tuổi, ngụ ở xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, hoảng hốt lao ra cứu con gái, nhưng do sóng biển lúc đó khá lớn nên đã nhấn chìm cả hai bố con khi phát hiện hai cha con gặp nạn một số người tắm biển gần đó đã mặc áo phao bơi ra để cứu vớt hai bố con lên bờ sơ cứu hô hấp nhân tạo bước đầu sau đó đưa đến bệnh viện để cấp cứu Tuy nhiên, ông N đã tử vong, còn con gái ông được cứu sống. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, khi phát hiện con gái bị sóng biển kéo ra xa, ông N chỉ kịp cởi áo rồi lao xuống biển để cứu con. Nhưng sóng lớn nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Khi được mọi người vớt lên, thì ông N vẫn trong tư thế mặc quần jean dài, đeo dây nịt. Dân địa phương cho hay, biển cây gà có nhiều vùng nước xoáy rất nguy hiểm cho người tắm biển, nhất là những du khách. Tại đây, thường hay xảy ra nhiều trường hợp đuối nước thương tâm. Qua đây, ta có thể thấy hiện tượng đuối nước là tai nạn rất dễ xảy ra tại các vùng biển bay tắm có sóng lớn hay xuất hiện nhiều vùng nước xoáy. Những người biết bơi cũng không phải là ngoại lệ, vậy nên mọi người khi đi bơi ở những biển cần phải tránh những nơi được cảnh báo có xoáy nước, sóng to, cần trang bị những vật dụng bảo vệ an toàn, luôn để ý đến con trẻ khi chơi ở biển. Bên cạnh đó, cần tuân theo những chỉ dẫn từ phía cứu hộ ở mỗi bãi tắm để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Ngày 3 tháng 5 vừa qua, tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một sự việc đau lòng. Trong quá trình đi du lịch bằng thuyền trên sông tại Chùa Hương Tích, một nam thanh niên đã không may bị sảy chân, ngã xuống sông mất tích. Nam du khách bị đuối nước khi đi du thuyền ở Chùa Hương Tích. Cụ thể, theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 5, một đoàn du khách gồm 20 người đi vãn cảnh dâng hương tại chùa Hương Tích trên địa bàn. Trong quá trình di chuyển trên đường trở về bằng thuyền khi đi qua đập nhà đường thì chiếc thuyền bị mắc cạn. Lúc này, nhóm khách đã xuống cùng lái thuyền đẩy phương tiện ra khỏi vị trí khó khăn. Sau khi đẩy thuyền ra thì có 5 đến 6 du khách không mặc áo phao bị chơi với tại khu vực nước sâu. Nhóm du khách sau đó đã được ứng cứu lên bờ. Tuy nhiên, trong số đó, có du khách tên là PHC, 31 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đã bị đuối nước nên chìm sâu và mất tích. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, phối hợp cùng người dân, nỗ lực tìm kiếm anh C. Sau một đêm tìm kiếm, khoảng 4 giờ sáng ngày 4 tháng 5, cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân cách nơi gặp nạn khoảng 30 mét. Hiện chính quyền địa phương đang làm thủ tục để bàn giao nạn nhân cho gia đình để mai táng. Qua sự việc du khách C, nguyên nhân không chỉ do thái độ chủ quan của người lái thuyền mà còn do hành khách, nếu như các hành khách đều mặc áo phao và các chủ thuyền xử lý chặt chẽ trong việc tuân thủ các quy định bảo hộ cho du khách khi đi thuyền thì đã không xảy ra sự việc thương tâm trên. Theo đó, các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ các tàu thuyền khi chở khách du lịch, cần tuân theo đúng nguyên tắc bảo vệ an toàn cho hành khách, các trường hợp sai phạm cần xử lý nghiêm khắc đào tạo chuyên sâu đội ngũ xử lý cấp cứu kịp thời khi du khách gặp sự cố bên cạnh đó người dân khi tham gia du lịch cũng cần tuân thủ theo đúng những yêu cầu đề ra để có thể bảo vệ an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh một vụ tai nạn do đuối nước cũng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Trong chiều ngày 4 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường An Thới thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm một người tử vong. Trong khi tắm biển tại bãi Khem, người vợ đã bị kiệt sức do bơi quá xa, người chồng chạy tới cứu vợ nhưng không may cũng bị đuối nước dẫn đến tử vong. Chồng tử vong khi cứu vợ đuối nước khi tắm biển. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5, ông DHD, sinh năm 1959, cùng vợ là bà TQKA, sinh năm 1960, cùng ngụ ở tổ 7, khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đi đến khu vực bãi biển Bãi Khem để tắm biển. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, thì bà TQKA bị đuối nước. Lúc này, người chồng bơi ra cứu thì cũng bị đuối nước do kiệt sức. Ngay sau đó, những người dân cùng tắm biển tại khu vực này phát hiện được nên đã truy hô cho những người xung quanh cùng ứng cứu. Sau khi được sơ cứu, hai nạn nhân có dấu hiệu chuyển nặng nên được người dân đưa đến Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến Trung tâm Y tế thì người chồng đã tử vong, còn bà TQKA đã tỉnh lại và hiện đang tiếp tục được điều trị hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc người vợ sau khi hồi phục có lẽ sẽ rất đau lòng vì đã mất đi người chồng tình trạng đuối nước tại các bãi biển ngày càng có dấu hiệu gia tăng điều này đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng chống đuối nước cứu hộ cứu nạn sơ cấp cứu tại các bãi biển trước các vụ việc đuối nước để đảm bảo an toàn tại các bãi tắm tạo tâm lý thoải mái yên tâm cho người dân và du khách khi tham gia tắm biển các địa phương có biển cần phải chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống đuối nước tại các bãi biển trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền và lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, biển cấm tắm tại những khu vực nguy hiểm, thường hay xảy ra đuối nước. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu du lịch phối hợp với các công ty tăng cường công tác quản lý giám sát du khách khi tắm biển, thiết lập các trạm quan sát, thành lập các đội cứu nạn cứu hộ trực 24 trên 24 giờ tại các điểm tắm biển những việc đau lòng trên nhắc nhiều mỗi người khi đi du lịch biển cần chuẩn bị tâm lý và kỹ năng để ứng phó với những tình huống xấu nhất là tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra để tránh những tai nạn không đáng có bên cạnh việc cẩn trọng Tuân thủ các quy tắc an toàn thì người dân cũng nên tự trang bị cho mình những kiến thức và các kỹ năng cần thiết khi đi đến những vùng biển hay sông nước. Song song với đó, các địa phương cũng cần phải nêu cao có những phương án phòng tránh, ứng cứu kịp thời cho du khách khi đến du lịch tại địa phương. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.